Sau đây là bài thực hành trộn hóa chất theo mẻ, là một bài thực hành trong khóa học POC 7200 cơ bản tại trung tâm đào tạo tự động hóa IATC. Bài toán ở đây thì có công nghệ như sau: có một bồn chứa nước sạch, một bơm nước vào trong để trong bồn trộn hóa chất. Bồn trộn hóa chất này thì sẽ có hai bồn trộn, có hai bồn hóa chất 1 và 2 xả theo 231 và 2 vào trong bồn. Có một máy khuấy là để trộn hóa chất và có cái van số 3 là để xả hóa chất sau khi trộn từ trong bồn ra. Thì khi chúng ta ấn nút start thì sẽ khởi động hệ thống, thì bơm sẽ chạy, sẽ bơm nước từ trong bể vào trong bồn trộn hóa chất. Khi bơm được một nửa bể thì bơm sẽ dừng lại và van một sẽ mở để đưa hóa chất 1 vào, đồng thời là máy khuấy sẽ hoạt động, vừa xả hóa chất vừa trộn. Bơm 1 và van 1 sẽ mở trong vòng 10 giây, thì sẽ đóng lại. Máy khuấy vẫn tiếp tục hoạt động thêm 5 giây nữa để trộn hóa chất cho đều. Sau đó thì bơm 1 sẽ chạy lại. Bơm 1 sẽ bơm nốt số nước còn lại từ trong bể nước vào trong bồn. Khi đó van 2 sẽ mở ra, bơm dừng lại và van 2 sẽ mở ra. Van 2 sẽ mở trong vòng 10 giây để xả hóa chất 2 vào trong bồn trộn hóa chất. Khi van 2 dừng đóng lại thì máy khuấy sẽ khuấy trong vòng 5 giây. Khi máy khuấy đã khuấy xong thì sẽ mở van số 3 để xả hóa chất đã trộn ra ngoài. Kết thúc quá trình.